Dạ, chị Nguyễn mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một căn gốc hai mặt tiền. Có hai mặt tiền nha quý anh chị. Thì cái căn này vừa mới hoàn thiện xong luôn, được tọa lạc tại đường Tập đoàn 2 nằm phía sau bến xe buýt Hưng Long. Ngôi nhà của mình có diện tích là ngang là 4 m, chạy dài vô là 15 m nha quý anh chị. Được thiết kế là một trệt lên tận 2 lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Rất là tuyệt vời với cái mẫu nhà của mình luôn. Thì trong phía sau căn nhà này thì hiện tại bên đơn vị chị Nguyễn đang xây thêm khoảng là 7 căn nữa, đang trong quá trình hoàn thiện nha quý anh chị. Thì khoảng 1 tháng hoặc 2 tháng nữa là hoàn thiện xong thì chị Nguyễn sẽ review để gửi đến quý anh chị mình tham khảo. Thì hiện tại là bên đây bên đơn vị chị Nguyễn vừa hoàn thiện xong hai căn thôi. Hai căn thì hai căn này thì nó có diện tích và mẫu mã y chang nhau nha quý anh chị. Đó, đường trước nhà của mình thì di chuyển mình có thể di chuyển được chiếc ô tô nho nhỏ, mình di chuyển tới vào trong nhà luôn. Thì quý anh chị mình có thể dòm trước màn hình, ngôi nhà của mình cách cái đường nhựa tập đoàn 2 thì mình đi tầm khoảng đâu đó khoảng 40m 50m thôi. Đó là đường nhựa, mà đó là đường nhựa 6m nha quý anh chị. Thì đường trước nhà của mình là đường bê tông rộng khoảng 3 đến 4m, mình có thể di chuyển được một chiếc ô tô nho nhỏ, mình chạy tới ngôi nhà của mình luôn. Thì từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi tầm khoảng là 30 phút đến 35 phút thôi nha quý anh chị. Rất là tuyệt vời, đường ô tô tới nhà luôn. Đó, thì cái căn này là vừa hoàn thiện luôn nha quý anh chị, vừa mới hoàn thiện xong luôn. Đó, thì hôm nay chị Nguyễn xuống review thì anh chủ anh nói là vừa hoàn thiện xong rồi. Đó, anh chủ đầu tư nói chiều ơi xuống quay giùm anh. Hiện tại anh cũng đang kẹt quá, gây bán giùm anh hai căn. Khu này xây rất là nhiều nhưng vừa mới hoàn thiện hai căn thôi, cưng xuống review gửi bán giùm anh. Thì cái căn này đó anh bán với một mức giá là 1.850.000.000 nha quý anh chị. Thì với pháp lý là sổ hồng riêng, thì còn căn kế bên á thì diện tích và mẫu mã y chang như nhau luôn. Đó, nó không khác gì hết nha quý anh chị. Đó, thì căn bên đây thì ảnh bán với mức giá chỉ có là 1.250.000.000 thôi. Đó, thì cái căn này là cái căn thứ hai, thì cái căn này là với pháp lý là quy bằng nha quý anh chị, công chứng quy bằng. Đó, cái căn này thì mình công chứng quy bằng thì mẫu mã và diện tích cũng bằng y chang nhau thôi. Thì chị Nguyễn sẽ xin lựa là cái căn lóc sổ hồng riêng với pháp lý sổ hồng riêng để giới thiệu đến quý anh chị mình. Thì cái căn này hai căn này thì nó nằm chung một cuốn sổ nha quý anh chị. Thì cái căn này thì anh chủ đã bán với pháp lý là sổ hồng riêng, còn căn cái bên thì là chỉ là căn bên chỉ là quy bằng thôi. Đó, nên chị Nguyễn sẽ review cái căn này. Thì cái căn này là như quý anh chị mình có dòm trước màn hình đó, được thiết kế theo cái kiểu châu Âu mới nhất năm 2022 luôn nha quý anh chị. Đó, quá là tuyệt vời với cái mẫu nhà mình luôn. Căn lốc hai mặt tiền, mình có thể bây giờ thì dân cư thì nó hơi thưa thớt, nhưng mà ở sau này nó đông thì mình có thể tận dụng cái mặt tiền của mình là hai mặt tiền, mình có thể kinh doanh mua bán một cái tạp hóa nhỏ nhỏ nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn vào bên trong. Thì trước khi vào bên trong đó thì cũng được bên anh đầu tư ảnh xây cho mình hai cái trụ cột khá là to luôn nè quý anh chị, hai trụ cột khá là to luôn đó, và được ốp gạch là gạch nổi nha, khá là sang. Phía trên thì có hai bóng đèn rất là sáng luôn nha. Thì bước nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện bốn cánh nha quý anh chị, đó, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thì ở phía ngoài sân này thì ảnh cũng đã bê sắt rồi, bê sắt hàng rào xung quanh rồi. Về quý anh chị mình cứ việc là che mái che ra để che nắng che mưa thôi. Và căn nhà của mình là có một cái hướng là Tây Bắc nha quý anh chị, rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng Tây Bắc mình mua ở hoặc mình mua đầu tư. Mua đầu tư thì bao xin lời luôn. Thì đây là một cái khoảng sân này khá là rộng nha quý anh chị. Giờ mình có thể đậu được một khoảng là 7 chiếc xe máy nha. Đó, thì trong cái này là đang trong quá trình hoàn thiện nên còn một số đồ của những anh thợ hồ để lại hơi linh tinh. Thì mong cô chú anh chị mình có xem màn hình thấy đồ đạc hơi bề bộn thì mong cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho chị Nguyễn nha. Thì như cái chị mình có dòm trước màn hình xem trước màn hình thì cũng thấy áo này thì ảnh cũng đã làm cho mình hai cái hộp nè, về hai giật hộp về quý anh chị mình có thể làm những trang trí thêm những bức tranh lụa hoặc là tranh đá rồi đó, tranh sen đá rồi đó, giúp cho cái không gian nhà của mình nó sẽ sang hơn nha quý anh chị. Còn cái mặt diện ngoài thì ảnh cũng đã lót gạch ốp gạch là gạch đá bóng kính, càng lao càng bóng nha. Đó, thì với theo chị Nguyễn thấy một cái căn nhà với pháp lý sổ hồng riêng, căn gốc hai mặt tiền luôn mà với diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 15m, mà chỉ bán với mức giá chỉ có 1.850.000.000 thôi, mà lên tới 2 lầu luôn. Và cái căn này rất là hiếm hoi nha quý anh chị, với giá thì cả thì em chị Nguyễn cảm thấy là cái căn này giá cả rất là hợp lý luôn. Đó, rất là rẻ luôn nha quý anh chị. Thì nhanh tay lên gọi ngay cho chị Nguyễn để mình có thể xuống xem nhà thực tế và mình có thể thích
coi mình có thích vị trí hoặc là thích mẫu nhà không. Nếu cảm thấy thích thì mình nhanh tay lên gọi ngay cho chị Nguyễn để mình có thể sở hữu một căn nhà như ý nha. Thì bước kế tiếp nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện này quý anh chị, với kính là kính cường lực nha, đó, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Về quý anh chị mình làm thêm một cái rèm cửa nữa cũng giúp cho nhà mình nó sẽ mát hơn nha. Đó thì đây là cái không gian phòng khách này quý anh chị. Không gian phòng khách này cũng khá là rộng nha quý anh chị, khá là rộng. Ở dưới gạch thì lót gạch đá ống kính khổ 60x60, thì gạch thì cũng được ốp lớp ốp lên tặng khoảng 1m2 luôn. Đó, đây có không gian cửa sổ, tại vì căn nhà của mình là căn lốp nên được mở cửa sổ nha quý anh chị. Thì ở đây thì ngay cái chân cầu thang này quý anh chị, ảnh cũng đã ốp gạch nổi lên rồi, nhìn vào cũng khá là sang nha quý anh chị. Ở trên trần là trần thạch cao uy khói nè, có gắn đèn dây và đèn lon, đèn thứ hai thắp sáng hết rồi. Cái phía chính giữa này là ảnh sẽ gắn cho mình một cái bóng đèn pha lê nữa nha quý anh chị. Đó thì bóng đèn pha lê mà dạng đèn chùm á, nên rất là sang cho cái phòng khách của mình luôn. Đây là bước tiếp, nó là một cái không gian bếp nha quý anh chị. Wow, không gian bếp này khá là rộng luôn nha quý anh chị, khá là rộng rãi luôn nè. Ở đây thì có một cái cửa hậu bên hông nè, nhìn rất là thoáng nha. Ở đây mình có thể đi ra được luôn này quý anh chị. Ở đây ra đây thì mình mở ở đây rất là thông thoáng với căn nhà luôn. Chị Nguyễn thấy thích nhất là những cái căn góc như thế này, mình được mở cửa hậu bên hông, mình đi tới lui đồ nó cũng rất là thoải mái nha quý anh chị. Thì không gian bếp á, được thiết kế theo cái chữ L, và mặt đá là mặt đá ba cương, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới sẵn hết cho gia đình mình rồi. Đó, và cũng có bồn inox 304 chống rỉ sét và chống hao mòn luôn. Cái phía ngay cửa sổ này thì anh chủ đầu tư ảnh đã để một cái không gian chống ở đây, về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái không gian tủ để vô, và mình có thể đựng những vật dụng không cần thiết vào đây nha quý anh chị, giúp cho không gian nhà mình nó sẽ gọn gàng hơn. Và đây là cửa sổ bên hông nè, đứng đây mà gió nó thổi cứ mát ghê luôn đó quý anh chị, quá tuyệt vời với căn nhà luôn. Thì ở không gian với không gian phòng bếp đó quý anh chị, thì cũng ảnh là làm cho mình làm trần là trần thạch cao dược hợp nguyên khối nha quý anh chị. Nó có cũng đầy đủ hết rồi, đèn dây đèn lon đồ đầy đủ hết rồi, thắp sáng hết rồi nha quý anh chị. Đó, nhà mình có sân trước và sân sau nữa nè, đây là cái không gian sân sau cho gia đình mình sử dụng nha, sinh hoạt hàng ngày. Đó, gió hơn quá quý anh chị à, chị gài lại gió nó đặt cửa nha quý anh chị. Đó, đây đây là sân sau, giếng trời ở đây thì ảnh để trống nha, về quý anh chị mình có thể làm mái tôn che lại nha quý anh chị. Thì không gian nhà vệ sinh á thì được lắp đặt ở cuối nhà nên rất là ở cái không gian phòng vệ sinh này khá là rộng luôn, rất là rộng rãi và thoải mái nha, cũng được lắp đặt lên thẳng lên cao rồi, rất là sạch sẽ luôn, cũng đầy đủ những cái như dầu sen bồn cầu cơ bản đầy đủ để gửi đến quý anh chị mình rồi nha. Thì chị Nguyễn cũng xin được nhắc lại với vị trí của nhà mình, thì ngôi nhà của mình nằm ở trên trục đường tập đoàn 2 phía sau bến xe buýt Hưng Long đó, thì ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Thì hiện tại trong đây là anh xây khoảng 9 căn chứ, ở phía sau thì 7 căn, ở trước này thì có 2 căn, thì vừa hoàn thiện xong 2 căn thôi. Căn này thì anh bán với pháp lý là sổ Hồng Liên đó, bán với mức giá chỉ có 1.850.000.000 thôi, đúng 1.850.000.000 là quý anh chị mình có thể sở hữu ngay một căn nhà ngang 4 dài tặng 15 mét luôn. Thì còn căn kế bên thì anh bán theo pháp lý của Nguyên Bằng là anh bán đúng 1.250.000.000 nha quý anh chị. Thì mẫu mã nhà cũng y chang nha, ngang 4 dài vô là 15 đó, thiết kế là một trệt lên tầng 2 lầu. Thì đây là cái đường đi lên trên tầng trên của gia đình mình, thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và là đây là cái tầng 1 của gia đình mình, thì cái tầng 1 này được thiết kế là 2 phòng và một nhà vệ sinh nha quý anh chị. Thì đây là cái phòng đầu tiên của ở trên tầng 1 của gia đình mình. Thì ngôi nhà của mình có cái tông màu trắng nha quý anh chị, nhìn khá là sang. Ở trên thì trần cao nguyên khói, có dây chờ máy lạnh, có đèn thứ hai và đèn ngủ, cái đèn lon đầy đủ luôn. Thì cái phòng này có một cái cửa sổ bên hông rất là thông thoáng và mát mẻ nha. Cửa của mình là toàn bộ là cửa gỗ nha quý anh chị. Thì đây là không gian nhà vệ sinh, thì không gian nhà vệ sinh thì đặt ở phía bên hông này nè quý anh chị. Đó, nhìn cho tiện cho ra hai phòng mình sinh hoạt với nhau á, sinh hoạt nó rất là tiện lợi hơn nha quý anh chị, cũng đầy đủ những cơ bản để về cô chú anh chị mình sử dụng rồi. Đó, ở đây thì mình đi chợ, trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động, điện máy xanh, bách hóa xanh, con cưng Sơn Hà rồi đó, thì mình chỉ mất tầm khoảng là 1 cây số thôi là đã có đầy đủ tiện ích hết để phục vụ đến cô chú anh chị mình rồi. Và đây là cái phòng thứ hai, cái phòng thứ hai này cũng rất là rộng nha, khá là rộng đó quý anh chị. Đó, đây trên trần nó là trần thạch cao uy khói, đèn lon và đèn thứ hai đầy đủ nha, có không gian cửa sổ nè. Và đặc biệt nhất cái phòng này là có một cái ban công ở phía ngoài nha quý anh chị, nên rất là mát mẻ luôn. Đó, ra đây thì mình có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh nha quý anh chị. Ở đây thì dân cư ở rất
khá là đông rồi đó, khá là đông nha quý anh chị. Đó, ngôi nhà của mình thì có cái hướng tây bắc nữa nên rất là mát luôn. Phía này thì có một cái căn biệt thự vườn rất là to phía này luôn nha quý anh chị. Đó, thì ở phía bên đây thì nhà cửa dân cư thì ở san sát nhau rồi. Đó, như quý anh chị mình thích, nếu cảm thấy xem á tới đây mà cảm thấy thích căn nhà này thì quý anh chị mình có thể gọi ngay cho Trường Nguyễn qua số điện thoại Trường Nguyễn có để trên màn hình á, thì Trường Nguyễn sẽ hướng dẫn vị trí, gửi thông tin để cho cô chú anh chị mình tham khảo trước coi có thuận tiện đường mình đi về các quận huyện trung tâm hay không. Nếu cảm thấy thuận tiện đường thì cứ alo Trường Nguyễn, Trường Nguyễn sẽ xuống đón cho cô chú anh chị mình vào xem cái mẫu nhà này thực tế hơn nha. Và đây là đường đi lên trên đó, và Trường Nguyễn mời quý anh chị mình cùng Trường Nguyễn lên trên nha. Dạ, và đây là cái tầng cao nhất của gia đình mình nha quý anh chị. Thì mẫu mã và thiết kế cũng giống y chang như cái tầng sạch ở dưới nha quý anh chị, chỉ có khác là ở trên đây thì trần là thông thôi, ở dưới thì trần là cao như khói. Cái phòng thì nó cũng bằng cái trang, nó giống nhau thôi nha quý anh chị. Có cửa sổ rồi rất là thông thoáng luôn, vẫn là cửa đổ hồ hết cho quý anh chị mình luôn. Thì không gian nhà vệ sinh thì được đặt ở phía ngoài nha quý anh chị, rất là tiện cho cô chú anh chị mình sử dụng nha. Đó, thì nếu mà quý anh chị mình thích cái mẫu nhà này mà mình không có đủ tài chính á, thì quý anh chị mình có thể chọn cái căn kế bên nha quý anh chị. Căn kế bên thì chỉ bán có 1.250.000 thôi. Đó, còn căn bên đây thì pháp lý sổ hồng riêng với lại được căn lấp nữa nên bên chủ đầu tư bán với mức giá là 1.850.000. Đó, nên quý anh chị mình có hai sự lựa chọn nha. Thì đây là cái phòng thứ hai ở trên tầng 2 nha quý anh chị, vẫn có ban công ở ngoài. Ra đây thì mình có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh luôn. Đó, đứng đây thì mình có thể thấy được cái đường nhựa rồi nha quý anh chị. Đó, cái đường nhựa Long Phú 6 mét ngoài đó, thì mình di chuyển vào nhà mình thì tầm khoảng đâu đó 40-50 mét thôi là tới ngôi nhà mình. Dân cư ở đây thì ở full bích ha, khá là đông lắm. Như quý anh chị mình dòm chút mình dân cư thì ở cũng khá là đông. Nhà của mình là vừa mới hoàn thiện xong nữa mà bán với mức giá chỉ có 1.850.000 thôi mà lên tặng 2 lầu luôn. Tìm đâu ra có căn nhà thứ hai mà chưa tới 2 tỷ mà căn nhà mình được thiết kế theo kiểu mới nhất, đẹp nhất của châu Âu luôn. Thiết kế đường xá thì xe ô tô 4 chỗ mình có thể di chuyển đậu tới ngôi nhà của mình luôn nha quý anh chị. Mà diện tích thì lại to nữa, ngang 4 mét dài tận 15 mét luôn. Quá là tuyệt vời, căn góc nữa, hai mặt tiền nữa. Tìm khó tìm căn thứ hai nha quý anh chị. Nhanh tay gọi ngay cho Trường Nguyễn nha. Thì xem đến đây rồi quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho Trường Nguyễn để Trường Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Trường Nguyễn á, kim châm làm việc là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo, để mất thời gian của cô chú anh chị mình xem video và xem đi xem nhà nha quý anh chị. Trường Nguyễn quay căn này là Trường Nguyễn có báo giá tổng, nói sổ hồng riêng thì Trường Nguyễn cũng có nói sổ hồng riêng, pháp lý như thế nào minh bạch rõ ràng đó. Thì với căn này là bán với mức giá chỉ có 1.850.000 thôi. Đó là mình có thể sở hữu ngay một căn nhà lên tận 2 lầu luôn. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi tầm khoảng 30 đến 35 phút. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi. Đó, thì cũng Trường Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Trường Nguyễn. Giờ Trường Nguyễn xin phép chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.